chưa? Phải lâu rồi. Chào anh, anh là một fan cuồng của đội tuyển Việt Nam không ạ? Anh nghĩ thế nào ở trận lượt đi chúng ta gặp Thái Lan ạ? Vì trận đó và không đều ạ, rất tiếc ạ. Thế trận lượt về anh có suy nghĩ như thế nào về tỷ số của Việt Nam và Thái Lan? Tôi có suy nghĩ là anh đâu đây? Đi làm bầu nó đẹp thôi. Anh vào quay tiếp anh vào. Anh có hâm mộ Bùi Tiến Dũng và Quốc Hải không ạ? Tôi rất hâm mộ hai người ạ. Thì tại sao, lý do tại sao anh lại hâm mộ hai người? Anh ấy đá rất máu lửa, đẹp trai. Anh nghĩ thế nào về lực lượng của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan? Tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam thì rất là khỏe, đội tuyển Thái Lan thì có anh Chalathit thì rất là im thiên thiết. Và anh biết là Sua Chai và Sua Chong à? Tôi biết ạ. Thì anh thấy hai người ấy đá như thế nào? Tôi thấy hai người đấy đá không bằng Quang Hải được. Anh nghĩ Bang Sơ trong trận đấu đấy, Bang Sơ sẽ áp đặt cho Việt Nam mình lối đá gì? Tôi nghĩ là Bang Sơ sẽ áp đặt lối đá là phòng ngự phạt công. Tôi nghĩ ông huấn luyện viên là có chuyên môn. Anh biết tin mừng của bóng đá Việt Nam mình là tin gì không? Ông Bắc ký tên hợp đồng với Việt Nam. Anh coi phim có muốn hỏi câu hỏi như không ạ? Wow, wow. Anh nghĩ là Công Phượng có ghi bàn ở trong trận đấy không? Tôi nghĩ Công Phượng sút 3 quả vào sang ngang, 2 quả vào trong. Anh có dự đoán gì trong trận đấu Việt Nam với Thái Lan? Tôi nghĩ chúng ta sẽ ăn lẩu Thái thì Việt Nam sẽ thắng 3-0. Cảm ơn anh tham gia chương trình ngày hôm nay.